Quái nhỉ. Đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ. Mõ đâu? Thằng mõ. Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây. Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng? Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Lớn khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng này có việc gì thế không? Ôi giời ơi, mày sao mà sáng sớm mày sao mà rời nóng quá vậy? Đấy. Thế mà nóng ông quá. Thôi chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Đúng khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế này. Dạ. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dáng nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy. Đó. Cụ. Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này. Dạ. Vợ thằng mõ. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gớm khổ, việc gái gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả. Miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 như số 10. Gớm khó. Con là gà
chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê con. Cấm mồm, cấm mồm. Ô cụ ra này. Này. Dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Vớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con rôn màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách nó dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm chứ nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế mày tên gì? Ngược. Con tên thật trong giấy khai sinh của con tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt Kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đi nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế? Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đó bé ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Gớm khổ.
Đây mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên đây. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp, chẳng dám làm gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu quang vào liền. Nói đi anh, đừng làm tình bạn. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay dậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em. Tao bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mà ăn kiến, có trố đâu mà trố, thấy đâu mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu. Dạ, cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu. Anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mầu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ưa bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con Mầu. Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chỉ riêng mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm. Bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mầu, 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 con qua đây, con qua đây. Là nữa hả, từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, cái gì ra quyện đường là xó bếp, nói xó bếp, phòng khách, nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lạy mày, nhưng con mà đây là trước công đường, con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi, mà tại miệng con có keo, có dao, sợ gì? Trời ơi, có gì đâu con sợ, mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói. Cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp, mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện, mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bậm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu, con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Mầu nhà tôi nó còn dại nào. Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra huyện
đường 10 phút, nói 10 phút, 1 giờ, nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lạy mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó. Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa đó. Con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bác. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi, ông. Ờ, à, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm được như bà cầm đây. Cái bồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó tay em. Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Cậu nhẹ tưng. Không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à? Cầm có một tay mà ông cầm thế cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ, mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó. Hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái trên luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết rồi ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin. Còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô chánh thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻm mép vậy? Thì có sao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á. Mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi, mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. À. Dạ. Thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. Ê đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Thầy đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây, mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa à. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó loài bụng nó là bụng đâu nữa ăn. Em muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất,
đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng chui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi. Đừng con có lo, ba đừng có lo. Trời, mấy ông tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, chánh, em nhiều bôi phen lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Mày cứ sát sát vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con, mình thoát nạn. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ cây. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ tránh vô. Tại sao phải chỉ là có? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió, già bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn ha. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện muốn nóng à? Mũ đớp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa? Con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao tần khúc chiều mưa nguyện anh trên cái mồm. Bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý, không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Màu ơi. Ta bảo cái chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bọn nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à.
Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, đấy, ơi đấy, trời đấy. Lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu, bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn nắp bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã. Kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả. Tới tay vợ tôi nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời. Cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các thời dân tuyên án. Đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân, yes, cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nội quốc của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê. Mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Mậu. No. Em hãy ráng. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Rồi. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi. Dạ. Cái cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa cô lăn hay gì. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong cố rồi. Gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tuyên án.
Phan! Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi! Lửa là phải hối, ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Sao mày đang đỡ cái búa, sao mày mày thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi, đem nó đi ngay đây. Dạ. Em mau dạ. mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. Tôi quăng tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trái. Mai ta đã xa nhau thật rồi. Cô cháy. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Gớm. Đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế? Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi trời, gươm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước cô ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi nè, mày con có chồng rồi được không á? Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi á thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy nhá. Mà tôi sợ bonus nó đến nó túm cỏ rồi tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời, mệt mỏi gà hơi tài khách đồng quá. Ôi trời. Vậy dạ, thầy, con xin lỗi thầy nhân thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhắc cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Gì vậy? Tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay chả ma nào nó nâng khăn sửa túi đây.
Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác gì con đâu. Ừ. Thế à, phải ăn vào cho nó có da có thịt nhở? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Thì kỳ. Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cái bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không thầy... phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là gia các lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là gia các lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam. Tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc, làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe, cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này, có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không ơi. Không may mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt với cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy ơi. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng ai chơi? 5 đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai, 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa, sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi, tự nhiên thầy biểu con bỏ 3 cái rồi, sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi, chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm ơi, nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi, tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ, thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra, đâm ra tôi dở người, chả dại thế. Thôi, đừng nói nhiều nữa, để con bỏ cho. Ta bỏ cho mình biết, 5 đồng, 10 đồng. Ừ, thôi thế thôi, bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếm mà lẹ lẹ đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ rồi không có chửi con. Rồi sao quỳ xuống thành khẩn nó khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ừ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy như cũng biết cay mắt vậy. Thấy như không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em này. Em cái con điên.
Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ về, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi, thầy đuôi chứ. Mày bảo là mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải, tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đuôi mà cũng biết người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con khấn này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn, nghe lời thầy khấn mà trần gian bà. Về bà xã nằm mà xa nỗi xa mẹ, mà xa nằm xa nú xa mê mà trần gian bà. Về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa mệt quá mày ơi? Con lạy xong rồi ạ. Mày lại xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Lạy thánh bạch bái, lạy thánh vạn bái, dạ lạy các cô các cậu, dạy để thương cho đệ tử con, lạy tam phường chín hướng, thương cho đệ tử con là Phi Nhung, dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà, con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thánh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ? Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày, mày lừa thánh thánh mới thương mày, gớm con để rốt thế. Này bây giờ ta bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. À, sầu xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Không? Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thiệt hả thầy? Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con lật thiệt để cho con lấy chồng, chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang 100. Mày đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Tao quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô, congratulations. Thiệt hả thầy? Thế nào lâm lay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu sine liền á. Này mẹ mày lấy cái lưỡi câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem sine hả mày? Con... Bây giờ đây, đây, đây. Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con, mà thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này. Năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải.
hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Câu thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein à, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cứu Mạnh Quỳnh, mình không cứu nó, tự nhiên cái đi cứu Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nhá, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gương mà có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn ra ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả, nhà ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm á thầy. Thôi xem bằng ấy được rồi, mệt lắm rồi. Thì xem nữa thầy. Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi, vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy. Mày hiểu? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tứ con như vậy mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bởi giá trời trong đuôi chết luôn. Thế mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi ông coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trẻ ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày dây. Ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi. Con ruồi gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào vào vào. Dạ. Ruồi đấy. Dạ dạ. Dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm. Ai mà con giả xin... bờ. Tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy, con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất được mấy thằng bạc cũng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ em luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn cảm Tết vui thầy. Vẻ cô nha. Tám Kim ơi, chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ơi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chị đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm, tính kiếm Kim xỏ chị chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đít mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi.
Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ sỏi kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp ở trên cái trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lô. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu không ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water nghe à. Cái gom. Bà nó có đầu óc, bà ông nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hôm rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra tập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Làm gì biết lòng, tổ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì nó không biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó, nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? Hả, à, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt... Thôi, thôi, ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi, tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh có... quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À, lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ, chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó tẻ ra anh ơi. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình à, tập ngậm nhảy. À, ngậm
Ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. Quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Cháu bò. Cháu bò hả? Không phải hả? Bà đi tuôn bò bà. Tao bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi về chạy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà cháy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy ra qua coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau thủy xa mà gần. Cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lò hán, lò hán. Hả? Lò hán. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Lo. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng qua húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi ra bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Nhưng sao? Mà tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ vậy nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi đi thi. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi, tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi ở tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái body lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? Thôi đi nha, em đi ơi.
em vẫn khỏe. Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền đấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến hả? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát. Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Hello. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Ồ, dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Ồ, tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Ồ, chết bên... rồi, bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Ồ, tôi kiếm anh Húc. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Húng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Ha. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà. Nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá. Khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? À? Oh no! Xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Oh, bà đừng trao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài 20 tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Ồ, vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đã lý con phải kêu bạn mami. Mami, 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 mami. Thôi thôi thôi, được rồi. Bà đừng có mami hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Ồ, thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Ồ, vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? Oh no mommy, modern bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Oh quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương quá. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi. Ôi dồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy?
về nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. Anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu: yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mấy rồi con? Mẹ. Ừ. Cháu chào bác. Đấy. Oh my god. Bà thấy chưa? Hình ảnh bây giờ trung thực, rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No, anh Hùng. Cindy, Cindy. Oh, Cindy à. Yeah. Úi dồi ôi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái. Yeah. Em. Anh. Ngồi đây, ngồi đây. Ở trên đây. Thương quá. Baby. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi, bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn được bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no, em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My god. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với cả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu, xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Bây giờ, hay, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi. Ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại, nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi, cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby. Anh là tình yêu sét đánh của em. Em mới gặp anh là sét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười trong 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 mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ với lệ. Cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời trời trời, cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi là
hát hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lông mày áo. Sao con? Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm. Dạ, đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn á, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em bây giờ. Ôi, nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì? Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Thế đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi, nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân ấy. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. À, mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhé. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Ôi giời. Ô, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát, nóng. À, nóng. Ba. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế... bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Trời, nước nóng, nước lạnh mà không có để.
Em mở vò nước nóng em tưởng nước lạnh, em đẩy con thỏ vô nó tuột lông nó chết tại chỗ. Ôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi, em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó thì em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày làm Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn, mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà xách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó mất công, sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay, chóng mặt lắm, để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Rồi cao gì mà cao thế. Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi, trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không con? Không, Tóc Tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi, bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi dồi, như vườn mẫu giáo này. Ôi dồi, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố của anh hả? Ừ. Mà bố anh không biết hóa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ?
con ơi, con biết không, ngày xưa đấy bố chết đi đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con, thế là mẹ lấy bột màu mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi, mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con mẹ yêu con quá. Cindy, Cindy, Cindy à, Cindy gì nhỉ? Ôi xấu quá. Cindy. Ai vậy em? Sao mày dốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à? Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi, chia ra làm đôi, chồng may cái quần, vợ may cái áo, nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ chồng em thật à? Cháu chào bác. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Này cũng ba phải chứ ha. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Trời ơi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Xấu gì mà xấu thế con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi, con phải bỏ ngay lão già này nhá, khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao con buồn? Nó sao mà không con... bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng. Đi vào. Cái gì vào, vào. Gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Xin đi à. Anh còn khóc nữa hả? À, xì. Nóng tưởng quá. Anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái mình bởi nó trẻ quá, nó đẹp quá, giò nó dài tới nách, nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải, làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa, bây giờ nó về đó nó ăn hết của anh rồi, nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi anh mới kiếm tôi phải không. Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ, còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế em làm gì có lỗi? Đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Có đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi nè. Em biết không, anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được, suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đã nóng không rơi thành dòng, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi, xin đi, xin đi, cho anh cơ hội thứ hai đi, xin đi. Nha. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy.
Chưa... Sao mà em hát cái bài đó được? Giờ hát bài gì? Em phải hát cái bài này này. Ta xa rồi em nhé, đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi thật xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân ơi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Chứ hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly. Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác chứ mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xoay, trái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi không nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi, nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi! Gì? Mày đừng có mà ác xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi, để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có phải rồi. Không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thôi bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà. Người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Nó anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, ta biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi á, tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em, kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được? Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc rồi chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody. Ai vậy? Ai? Hello, how are you?
Hello, hello. Yeah. Anh là ai ạ? Oh, tôi là Việt Kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ. Mới qua Mỹ có 1 năm mà rành tiếng Việt lắm. Chỉ có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ, xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À, tôi là Dương Thường Trực. Ôi, sao tên gì buồn cười thế? Thế Dương suốt ngày à? Dạ, non-stop. Bây giờ anh đến đây thì tìm ai? À, tôi tới tìm người yêu của tôi. Nhầm. Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à? Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có. Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lùng. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có một chú Lùng ở đây còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Hay quá. My Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay anh đã về với em rồi à? Trời ơi Tuyết ơi, ơi đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à? Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Ôi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá, anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà mẹ bảo ông này đẹp trai? Thế Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàn kém thua. Anh ơi. Này. Gì? Ông kia. Ra đây chưa à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi. Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Em, bố, em ơi, muốn bố. Con em ăn hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan. Ôi dồi, tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm. No food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác, mà anh chỉ đủ mua vé một chiều.
Chị chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi, Tuyết bán đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh hả? À. Một chiều bác ơi một chiều. Con bó tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em. Ôi dồi ôi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mày con lạy mẹ. Tao tới sống thì tao chết trên nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Buồn không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi, đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn cái gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bác ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Chù chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Ờ. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng Kiều. Ủa ghé nhà bằng Kiều chi? Trời ơi nó cúng thấy ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi, nó ca sĩ mà, nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều, hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy anh Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Sai cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là trong cái nhiệm kỳ nhà này á là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi.
Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói, mình á, mình phù hộ cho nó hoài. Mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó kêu kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy, đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không có muốn tình hình căng thẳng như vậy. Thấy chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết. Có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp được ăn. Sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới đi hơi mập nha không? Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né là đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi. Không có cúng gì chứ nó trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, kêu kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, heo kỳ vậy? Ai biết à. Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thằng tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha. Tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tao nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước hận được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xin xỏ xỏ. Không bao giờ ông cho gì chân đó. Tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi. Mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á. Nhắc tới hai ông á hả? Là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình cho tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á. Nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi. Mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á. Bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl. Con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không đánh cấp đúng không? Đánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Điệt chứ bộ. Nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á.
con còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông, con cúng trái cây cho ông hai ông, ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn? Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Cha con xin hai ông. Trời ơi. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi phải rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà. Thì cái ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thần tài ta nói mặt như con khô hối vậy à. Cái râu thấy ghét à. Thần tài ta râu dài vậy đó. Râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thần tài thổ địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nó số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay xinh lắm nha. Nó hay xinh lắm. Nó chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó xinh hoài. Nó xinh hoài. Không biết nó xinh cái gì mà nó xinh hoài. Cứ về vì cọt action là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. Đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi. Đó. Nó sinh hoài, nhỏ kỳ. Ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng, phù hộ.
trời, tôi thấy cái hai cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây, trời hai con đông chua. Trời ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui bao nhiêu ba má con, suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài, làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ, dạ con xin hai ông, dạ, xin thần thánh, dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được, dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con, tin con là con gái thiệt được không? Dục mẹ nó trả, này chúi lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan chứ tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời? Ông làm phép quan nãy chú chi? Trời đất ơi, họ đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, không, dạ chuối này là cho ông Địa, dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi, để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you, yeah. Còn ông nữa, ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa, Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế đó. Bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng, muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều, chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên, chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi, thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải, mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Có cho biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là vậy? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, biết. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng là ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết, tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi, kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mày đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy mày? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông Địa ơi, cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa bê đê là được rồi.
Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lời. Cạn lời. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này, cái lỗi đúng này hàng. Em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao em yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mãi trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, với để đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn chảnh á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brockhaus Street. Cái gì? 58261 Brockhaus Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tao nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Táp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số. Kính thưa thằng Tài và ông Địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả?
Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi, nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm này mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tới đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt cái ba đi luôn. Ờ nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào được. Ê. Thôi. Theo. Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ thôi nhà. Trời dạ. Ơi cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông địa đến đây múa làm chi vậy trời? Múa bà nội mà chứ. Ông ơi Qua đây. Nói rồi có gia đình thần thánh nên không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải dạ, không nhà, phải nhà không? Có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ đâu mà tới đây. Mày nhìn vô trong cái trang coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa vậy đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là. Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào. Lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm rồi mà. Trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị em ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Hôm nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Tao hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ. Ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúng hai tay vô túi giùm tao đi. Bởi đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Ta nói cho các người biết. Dạ. Sẵn đây ta nói luôn. Con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu giờ... bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông nhiều. Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy tao sinh, tao mới biến được, chứ còn là kia là mày bẩm không sinh. Có hiểu gì hết trơn. Ở nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông Địa, ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè đi. Thôi, để tao vô, chẳng tao ngồi. Hát trời. Em thấy... Nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer.
You're not my type. Bà, cái gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói giọng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm. Rồi, dạ. Có người nào vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con là sống với đó. Chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Biển sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói. Đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. Công nhận nha. Gia đình mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Để má, quay. Không không, vậy vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông thổ địa. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, 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 ở được. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi ra đi, thử sao thôi. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biết nghe đi. Dạ. Quành lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Vậy đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi, đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì, tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ mê xì 700, thẻ nói sum 450, Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4.500 lần. Ơ hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ảm đạm. Trời ơi, anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ. Mà không có tiền là phù mỏ. Bởi thế cho anh là suốt ngày cứ tiền không à. Anh là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em nè, sống giàu mà chết nghèo. Thôi. Là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nhá. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em, có tiền xài, không tiền cà thẻ,
thích cò xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ, nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha, hay quá ha. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á. Phải enjoy, enjoy cuộc sống, ok? Enjoy, enjoy cuộc sống. Tận thế đâu cũng thấy, thấy tận mạng á. Ơi đó, chủ nhà tới kìa. Bỏ mấy người tính tận số, tận thế chết thì phải trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à. Đáng lẽ tôi đi chùa đó, mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà tôi tức quá, tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Cái kiếp gì vậy đó. Nhà có hai vợ chồng mà xài chia cả trăm cái bóng đèn dữ vậy? Mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa. Thất nghiệp mà tắm chi tuần tới hai lần dữ vậy? Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi. Ráng đi hai vợ chồng, ráng sáng ăn cái gì một lượt đi. Nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đâu có biết đâu. Bà chủ. Vậy? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Vậy? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có dẫn mặt cái tao như mày. Có sao nói vậy người ơi. Xin chào. Ai đây? Cái kia. Giảng đạo à, thôi đi dùm đi. Không, không, không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Chào thưa bà. Gì đây? Cái gì vậy? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Trời. Cái tên gì mà nghe trẹo bắn hổng cái gì? Trần Trừng Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trừng Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng Trận, Trần Cháu Trở và Trần Trồn Trột. Tôi không đùa với ông nhá. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạng nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu, mời ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trừng Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng, hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Trời, tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à. Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu, mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá, suốt ngày có một cái bộ vest xám với sắc Samsonite. Trời ơi, nó vô duyên lắm. Trời, giống ông này quá vậy. Không có, người giống người, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết á. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Ừ. Nhưng mà xui cho nó, vừa rồi nó chết biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu say xỉn về. Sao? Đi ngang cái Dũng Sình á. Ừ. Té xuống chết đuối chết. Trời ơi, vậy mà nói cái thứ quậy đi. Năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết. Mà sụp lỗ chân trâu chết. Tôi nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà, một lần nữa xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lela Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đường Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à. Luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà một hai tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Ê. Cái gì vậy? Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Sợ đi qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện nó qua một bên đi. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn quay trial và license của tôi không? Nếu có thể. Nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta. Bây giờ còn coi đôi coi trai phải xanh nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Chắc nữa. Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp.
luật sư Trần Trừng Trị là tôi. Trời ơi, ơi. Còn lại ba, vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng, trước khi chết có viết di chúc. Rồi, viết cho ai mà kệ, nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi, để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi, bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Gia tài. Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng á, nó đâm thuê chém mớn, nó buôn lậu, nó giàu lắm, nó để ra tài coi như mình giàu rồi. Trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Đừng hên gì hên em. Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi đó. Ở ác nhưng mẹ này á. Trời ơi, hên quá, trời Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa, sao nữa? Hên quá, hên quá. Em sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ Dương Gian đi sớm thế? Ôi trời ơi. Bởi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy trời. Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng ạ. Vậy bà ngồi, bà ngồi, bà mời ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi, luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối tối vẫn thường về ngồi đây. À, xin em gói mình gói mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong muôn ngàn thương nhớ. Hoàng Phi Hùng. Gì Hùng trời? Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng, bà Hùng bà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết gì hết à. Ôi trời, anh Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rồi, ba hồn đi. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết chết, xin lỗi, dạ mời luật sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời 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 luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống, uống nước ngọt. Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì. Để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không? Tiền bạc là phụ thôi. Mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Ví dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có cũng tìm cách sao trả cho tao như vậy. Chị nói chơi vậy, nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên trển nha. Ý mà quên nữa nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm ngày 20-30 lần. Đi cầu đi, đi cầu nhiều nhiều vô. Đi đi cưng. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè, tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần. Trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet một ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Vẫn không ạ. Bà Mai nè. Dạ. Trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó. Dạ. Bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không? Để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. Quên, em cần có phải phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Vì vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự không? Anh á hả? Dạ. Anh thấy salon được. Dạ, đi đâu đó? Dạ em đi thay salon. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ. Ngồi.
ta làm dữ gì cha. Luật sư, luật sư, mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không, 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 già nhưng mà được cái đen. À, chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? À, không ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cháo trắng. Ủa bọn em nói chuyện vô duyên lắm phải luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đủ đánh em đó nè. Ờ đây. Tôi đi không đánh. Đó, đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. À thế à. Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì về lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng. Uống thoải mái đi cưng. Trời đất ơi. Ừ. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Cái gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện, trời ơi, tao nói chuyện tiền bạc tao giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi, còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Chắc có lẽ mà đống này đống nọ. Chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá trời quá đất luôn. Mà không có tiền chị thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai nè. Dạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Yeah. Dạ. Dạ dạ, mời luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá. Xin anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị, một luật sư đẹp trai và duyên dáng. Văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi, free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không không không, 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại bà kéo cái mini chip xuống tí xíu nữa. Trăng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi, chứ còn cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. À thế. Nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. À thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất, cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch hư. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa người ta? Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ tôi. Dẹp cái kèn đi.
cái thằng quý này. Nó chém này bây giờ đó. Thằng này nó hay chém này mày biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai. Người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500... 500 đồng hả? 500... Tưởng nhiều chứ. Làm nãy giờ. Là 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta sai, trời đất cũng sai. Sai. Ê, em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà sai vậy? Không, em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm, trời ơi. Luật sư. Nè. Nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư. Luật sư. Nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà đó nha luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi đọc tiếp đến đâu rồi. Dạ tới cái đùi em ạ. À để. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Anh ơi, anh đừng có xe nó lộ lắm anh ơi. Ông sầu đây anh ơi, trời ơi. Anh Hoàng Phi Hùng ơi là anh Hoàng Phi Hùng. Sao mà anh bỏ Dương Giang đi sớm thế? Lá già còn ở nơi đây mà lá non rụng xuống rời ơi, răng rời. Mà luật sư ơi, cái Lexus đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời, sao giống ái dân quá vậy? Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái già chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ chứ. Ôi trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán làng rồng rồi à. Trời ơi, em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư ơi, luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ triệu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư, nó cho con nào. Cái gì vậy? Bà tham lam quá à, được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Chút này của vợ anh nhớ mắc mớ cho nên anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Thôi bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ, dạ. À, tí nữa bà ra bà gặp tôi. À, dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào. Thấy chưa? Tao nói tụi bay thấy chưa? Cái nhà này nó hên, dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi. Mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Vậy hả? Thấy không? Mấy em thấy không? Cái nhà này nè, em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó. Khi ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy? Trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì. Cái lái xe đi chơi. Trời đất ơi, nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị. Trời ơi, còn hên hơn nữa ha, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không? Tao nói cái nhà này hên vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe. Cái bàn tay của em hả? Là bàn tay sướng, phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó cưng. Chị nói cái gì kỳ vậy chị? Em bây giờ là đi ăn mì à? Em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh đón cho em chiếc taxi để cho em đi shopping. Em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự. Rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách, rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À phải. Sao vậy? Em em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ. Đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị? Phải rồi,
em. Ô, em đi. Em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi, bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi, chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi, đi cho nó sang này. Ê, con đừng té mãi mãi, con đừng té. Sao vậy? Mà lại có tiền giờ ở cái phòng cũ này nó cứ bắt té thế đi. Chờ anh Hoàng thì mà em buồn quá. Ủa ngộ vậy? Dạ. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoang. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè. 1-900 sung sướng nè. Yes, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoang. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ thôi khỏi. Ơi, mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500.000 khi có vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh đang nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán tiết canh dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh. Chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó. Chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì quề vốn như trời. Anh thương em vô cùng. Em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên. Chết kỳ vậy. Trời đất ơi. Hôm nay trời hè lên cao. Tôi cười. Không hiểu vì sao tôi cười. Bà cười không hiểu vì sao bà cười. Tại vì bà điên. Gì vậy? Gì vậy? Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Phi Hùng để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. You don't know, nhưng mà tôi đâu. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng tại khách sạn Hilton. Cái gì? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không ai? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Phi Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Đây nè, luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng, bây giờ luật sư nói đi. Bà có ngủ không? Bằng chứng rõ ràng nè. Bà có ngủ không? Nói đi. Tôi không có ngủ đâu. Bà tôi không có ngủ. Có ngủ không? Tôi có ngủ với ai đâu. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó. Xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè. Từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi thôi, không ngủ. Thôi xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già và xấu nói trước đi. Tôi. Ủa. Bà khỏi rồi nè. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này. Tôi xin xác nhận cho ông biết bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà Mai cái tấm chết hồi sáng đưa bà còn đây này không? Còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy. Em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Cái xe, cái chìa khóa xe. Đây, còn đây, đây. Vâng, còn hết đấy. Mai ơi. Dạ, luật sư gọi gì ạ? Mai ơi. Mai ơi, vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em. Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai.
còn bà xanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa, này Nguyễn Thị Mai hố này hả? Này hố bôm chứ hố này. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè, nai với bò gì làm khô dân nhậu nó nhậu y chang như nhau, không có khác gì cả hả luật sư? Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói thật cho bà biết nhé, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm, em kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng em. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy lên cái xe Mercedes đời 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tôi cho ăn nghèo lấy lợi, nghèo mà ha. Cỡ mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây.